Con ăn súp tên hùng. Rồi cái này có sốt không? Sốt chiên nước mắm không? Hay là chiên thường? Dạ chiên nước mắm. Chiên nước mắm đi ha. Rồi có cay không? Không có cay. Tiền mày trả chưa? 55. Trời ơi má ơi chết rồi. Trả tiền chưa? Hồi ôi con đỉ ơi. Nó nghe nè mai góp má ơi. Lấy đủ 60 đi. Rồi 60 phải không? Rồi 60 chiên nước mắm cho bé giùm. Mày mai góp là vì la làng vậy trời. Mà tao nói mày bao nhiêu lần rồi nha. Trời ơi trời ơi. Trời ơi mày chết với tao nha. Trời ơi trời ơi. Đừng nói mà tao bảo hành nha. Trời ơi trời ơi trời. Mày bán như vậy mà mày không góp tao. Không có góp trời. Quên góp á, mai góp nữa trời ơi trời. Góp được không? Góp chu được không nè? Chu nè. Chu. Góp chu. Ok cảm ơn. Thôi gom lại được rồi, giờ này thì giải lao rồi. Dạ rồi ok anh. Cảm ơn nha. Không lấy được tiền hả? Ra đòi tiền vậy thôi á. Qua đây lũa giùm Nhi nè, qua đây. Qua đây lẹ lên. Em quay lại sao? Dạ. Nó đợi em bán xong nó quay ra lấy tiền đó. Ok, lát nó quay lại. Cần cái gì chiên chị? Trời. Gì đó trời. Gì? Tại em thấy nó đẹp trai quá em mượn cho thiếu nợ cho nó kiếm em. Chứ giờ em đâu có ai kiếm đâu. Đúng không? Nè mấy bà nào mà chưa có bồ, chưa có người yêu nghe lời tôi kiếm mấy thằng đẹp trai, kiếm mấy anh giang hồ Hải Phòng mượn nợ để cho mấy anh đi kiếm mình. Hiểu không? Là mình sẽ giống như có người theo đuổi vậy đó. Nghe lời tôi nghe không? Ngày nào anh mấy anh cũng kiếm mình săn lùng mình, không gặp mình đâu nựng mình nữa đó. Mày hả? 50 hả? Đó lấy gỗ lựa đi chị yêu. Sao? Chơi không? Chị dám yêu em không? Trời ơi con này. Ủa? Con khốn nạn. Trời ơi là trời ta lựa cho khách 50 ngàn mà nó bỏ nguyên cái tỏi củ hành vô. Ngậm vô, ngậm vô, ngậm vô. Trời ơi. Nè 50 ngàn nè cho tiền đi. Đi 50 ngàn nước mắm cho dạo coi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, đi nhiêu thì bữa đó nghe nói đi 5 cây đó phải không? Đi 5 cây đó. Hello mọi người. Gấp đi chị. Cái này cây bữa nay bán 2 ngàn sale á, Black Friday. Má khùng nó điên má. Trời ơi. Hồi bà bưng mâm mới đưa 50 ngàn. Rồi đó, trời. Thứ 6/13 đem để cho chị nha, cái này đi 2 ngàn. Còn đang cục 500. Trời ơi. Không, hồi xưa em bán em biết, hiểu không? Đấy là rồi, sau xúc xích đi chị 1 ngàn à. Trời ơi. Teo quá. Trời ơi. Bánh bao 1 cái 2 ngàn đó chị bỏ vô đài đi. Cái này hả? Cái này 3 cục 1 ngàn. Trời ơi, thẳng tay vậy đó hả? Con khùng. Trời ơi. Anh với lửa nè anh yêu. Cái này ông xã em nè. Chiên nước mắm hay sốt thái vô đây lựa thì mày. Mày có cầu hết rồi mày. Rồi. Mày nhận hộ quýnh quá trời luôn rồi. Tội nghiệp ghê đứt ruột. Thêm không? Sáng nó cho em 2 tin rồi. Sáng nó cho em 2 giang hộ rồi đánh nó rồi. Cho anh mấy viên nào này hả? Anh lấy cái gì? Có rau củ vô không? Tại bé nó mới không được rau củ. Rau củ hả? Rau củ. Đậu bắp này mình bán. Rồi đậu bắp á, đậu bắp đi. À lấy đậu bắp hả? Chưa. Chưa mua phiếu hả? Trả tiền mặt. Ủa, cái này trả tiền. Ủa, trả tiền mặt hay là mua phiếu? Mua phiếu giùm em. Phiếu. Đây dạ. Tin nhắn của một chàng trai lạ. Chúc bội Nhi buổi chiều vui vẻ mà nhắn cho số điện thoại tôi là cái này của em là hết bao nhiêu rồi để em biết em mua. Đếm. Tính đây tin nhắn này. Chúc bội Nhi buổi chiều vui vẻ mà nhắn cho số điện thoại. Kỳ vậy má. Tính gì mà em. Phô mai. Bánh bao được nè. Bánh bao chiên chấm tương ngon lắm. Cái này xong quýt hải sản. Cái này sữa tươi chiên giòn. Cái nó không nhảy đâu, nó ngoan lắm. Mấy viên này nữa. Trời ơi, cái miệng ác quá vậy cha. Rồi đâu đi, xệ. Bà quay mà nói chuyện giùm tôi coi, ông nội áo xanh ông nói kêu con đen này bỏ vô chảo dầu kìa. Kìa má. Rồi. Cái 30 40
50 60 70 80 90 100 102 rồi đầu bắp em cho sốt của luôn phải không? Rồi 130 của chị hết. 130 phải không? Chiên nước mắm hay là Thái? Dạ. Chiên nước mắm hay Thái? Thái. Sốt Thái 130. Sốt Thái 130, sốt Thái 130 ghi vô. Đợi Nhi xíu nha, 50 phải không? Bỏ vô đây nè để nhớ nè. Của chị gái này 130 sốt Thái. Tỷ mấy á? Trời ơi cái gì em ăn cái chiên bằng tỷ mấy má ơi. Nó bậy nó bạ, công an lại nó còng đầu con nè cha. Tỷ mấy thôi em mời về ở với anh được không? Ok vui vẻ luôn. Năm tám rồi 100 ngàn của anh sốt gì? Sốt Thái gì quên rồi. Sốt nước mắm không? Ăn cay được không? Rồi cho cái 100 ngàn sốt Thái. 100 ngàn sốt Thái của anh này. Của anh này nè. Cái này 100 ngàn sốt Thái. Có sốt nước mắm. Cái này 50 đang lựa của con bé kia chiên nước mắm á. Rồi của chị. Chị này nè, 130 đó thôi phải không? Thối tiền lại phải không? Chỗ đó nhiều. Cái đó đủ rồi đó, cái đó đủ rồi đó. Rồi 130 là đủ rồi. Trời ơi cảm ơn chị. Năm trà. Cái này là quà của Năm Trà nha, hồi em review cho mọi người nha, gửi. Cảm ơn Năm Trà bạn. Trời ơi chửi ai vậy? Ai mới khen em dạ? Thánh thần ơi là trời. Hết chưa? Hết rồi nè chị. Hết rồi nha mọi người nha. Cảm ơn mọi người luôn ủng hộ Bồi Nhi nha. Bồi Nhi mở chi nhánh ở đâu mọi người ủng hộ tới đó là được rồi mọi người. Từ đây tới cuối năm hai chi nhánh nữa không? Trời ơi là không nổi chị ơi, tiền để không có xể. Dạo này nhà băng người ta không có nhận tiền em nữa. Để không kìa. 50 ngàn hồi nãy đó của con bé đó đó. Ủa à? Con bé áo giận giận nãy đứng bên đây nè, kêu 50 ngàn chiên nước mắm. Hộp vệ sinh mà giá rẻ nha mọi người nha, đặc biệt là nhỏ chủ nó ngon nữa nha. Bởi vì vậy ai, không nè. Ai muốn ăn chủ thì cứ ăn nha. Miễn phí. Miễn phí ha. Gì ăn gì miễn phí? Ăn em miễn phí hả? À, mọi người muốn ăn em mọi người cứ liên hệ qua Facebook Nguyễn Thanh Nhã giùm em nha. Dạ Facebook chính của vậy đi. Vậy đi mọi người. Đâu làm chưa? Có chưa? Rồi phải không? Để tao bưng ra cho. Rồi giờ đi bưng cho khách của chị gái bên kia có chưa? Đừng có bắt chó em nha anh ơi, em khóc chết luôn nha anh. Trời ơi, chào. Chị ăn cái ăn chiên chị. Đâu, nãy nãy hả? Để em bưng. Rồi, giờ